Chào mừng các em đến với kênh Hội Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 142 và 143, bài khởi diện. Chúng sẽ bài giảng của Hội Liêm nếu các em thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hội Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Trước hết mình sẽ vào bài toán 1. Một ô tô đi được quãng đường là 170 km với vận tốc là 42,5 km/h. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Giờ như vậy là vận tốc 42,5 km/h, có nghĩa là một giờ người ta đó đi được là 42,5. Như vậy là để đi được 170 thì mình sẽ lấy 170 chia cho 42,5 đúng không? Như vậy lời giải của mình sẽ là thời gian ô tô đi là mình sẽ biết quãng đường chia cho vận tốc đúng không? Thì sẽ ra thời gian 170 mà chia cho 42,5 chính là bằng 4 giờ nha. Đáp số sẽ là 4 giờ. Ở đây mình có nhận xét là để tính thời gian đi của ô tô, ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường đi được cho 1 giờ hay là vận tốc ô tô đó nha. Như vậy là mình sẽ có công thức muốn tính thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Ta có T bằng S chia V. T là thời gian, S là quãng đường, V là vận tốc. Tiếp theo là bài toán 2. Một cano đi với vận tốc là 36 km/h trên quãng đường sông dài 42 km. Người ta kêu mình tính thời gian đi của cano trên quãng đường đó. Như vậy thời gian thì mình sẽ lấy quãng đường chia vận tốc đúng không? Như vậy quãng đường sẽ là 42, vận tốc là 36. 42 chia 36 thì mình sẽ được là 7/6. 7/6 này thì mình sẽ hiểu là 1 cộng với 1/6. Như vậy mình chuyển thành hỗn số là 1/6 giờ. 1/6 giờ mình sẽ đổi ra phút. 1 giờ là 60 phút, như vậy là mình sẽ lấy 1/6 nhân 60 sẽ là 10 phút. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 1 giờ 10 phút. Giờ đáp số ở đây sẽ là 1 giờ 10 phút. Giờ như vậy là bài học này mình sẽ nhớ một điều là muốn tính thời gian mình sẽ lấy quãng đường chia bằng tốc. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ trước hết là câu số 1, viết số thích hợp vào ô chấm. Ở đây người ta cho mình một cái bảng. Dòng thứ nhất chính là quãng đường, dòng thứ hai chính là vận tốc, và dòng thứ ba chính là thời gian. Như vậy muốn tính thời gian mình sẽ lấy quãng đường chia vận tốc. Như vậy là ở đây mình sẽ lấy 30 chia cho 14. Giờ ở đây thì các em lấy nhất là 19. Ở đây thầy chia nhẩm luôn, 35 chia cho 14 sẽ là 2,5 đúng không? Giờ thầy sẽ đổi màu đỏ cho các em dễ nhìn nhé. Như là 2,5 và giờ đúng không? Đây thời gian người ta tính theo giờ đúng không? Giờ tiếp theo cậu bên đây, quãng đường người ta cho là 10,35 km, vận tốc là 46 km/h, thì người ta tính thời gian sẽ theo giờ. Mình sẽ lấy quãng đường chia vận tốc đúng không? 10,35 mà chia cho 46 thì mình sẽ lấy nhất mình chia thử cái bằng bao nhiêu này. Ở đây thầy cho kết quả luôn nhé. Như vậy là 2,25 nhé, đúng không? Như vậy thời gian sẽ là 2,25 giờ. Giờ tiếp theo bên đây, quãng đường người ta cho là 108,5 km, vận tốc là 62 km/h. Như vậy mình sẽ lấy 108,5 chia cho 62. Giờ các em chia với nhé, thử xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Thầy sẽ cho kết quả luôn 1,75 nhé. Tiếp theo bên này, quãng đường người ta cho là 81, vận tốc sẽ là 36. Mình sẽ tính thời gian bằng cách quãng đường chia vận tốc, có nghĩa là 81 chia 36. Giờ mình chia thử giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. Sẽ là 2,25 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 thôi. Giờ tiếp theo là câu số 2, trên quãng đường 23,1 km, mỗi người đi xe đạp với vận tốc là 13,2 km/h, tính thời gian đi của người đó. Như vậy ở đây người ta cho quãng đường cho vận tốc, mình sẽ tính thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Như vậy 23,1 chia cho 13,2. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nhé. Giờ thầy sẽ làm câu A trước.
như vậy người ta kêu mình tính thời gian đi của người đó thì mình trả lời là thời gian đi của người đó là. Giờ như vậy là mình sẽ lấy quãng đường chia bằng tốc, có nghĩa là 23,1 mình chia cho 13,2, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ lấy nhất và mình chia thử xem là bao nhiêu. Thầy cấp cho kết quả luôn sẽ là 1,75. Đơn vị lúc này sẽ là giờ, đúng không? Ở đây là quãng đường km, quãng tốc là km, giờ thì thời gian sẽ là giờ. Giờ cái 1,75 giờ này mình sẽ đổi qua qua giờ và phút, đúng không? Vì 1 giờ thì vẫn giữ nguyên, còn 0,75 giờ mình sẽ đổi qua phút. Giờ đổi qua phút thì mình sẽ nhân cho 60, đúng không? Như vậy là 0,75 mà nhân cho 60 thì sẽ là 45 phút, đúng không? Mình hiểu là 0,75 là 3/4, đúng không? Vì 60 nhân 3 chia 4 sẽ là 45. Như vậy kết quả mình sẽ đổi 1,75 giờ, mình sẽ đổi chính là 1 giờ 45 phút nha. Đúng rồi. Giờ mình sẽ làm câu B lên. Giờ câu B trên quãng đường 2,5 km, một người chạy với vận tốc là 10 km/h, tính thời gian chạy của người đó. Như vậy đây người ta cho quãng đường cho vận tốc thì mình sẽ tính được thời gian, đúng không? Dạ, như vậy là người ta kêu tính thời gian chạy của người đó thì mình trả lời là thời gian chạy của người đó là, đúng không? Dạ, như vậy mình sẽ lấy 2,5, mình chia cho chia 10. Như vậy mình nhớ là chia cho 10 thì mình sẽ đẩy dấu phẩy về bên trái một số, như vậy chỗ này dấu phẩy nằm đây, có nghĩa là 0,25, đúng không? Giờ giờ 0,25 giờ này mình sẽ đổi qua phút, đúng không? Như vậy là từ giờ đổi qua phút thì mình sẽ nhân cho 60, đúng không? Như vậy là 0,25 nhân 60 sẽ là 15 phút. Giờ đáp số, đáp số là 1 giờ 45 phút. Đó là đáp số câu A, đúng không? Còn đáp số câu B sẽ là 15 phút. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em là có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một máy bay bay với vận tốc là 860 km/h, được quãng đường là 2150 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ? Nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút. Giờ như vậy ở đây người ta cho quãng đường, đúng không? Cho bằng cho tốc, chứ mà sẽ tính thời gian máy bay bay hết quãng cái quãng đường đó, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy cái thời gian bay cộng với giờ khởi hành thì mình sẽ biết được là giờ đến nơi, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Trước hết sẽ tính thời gian máy bay bay hết quãng đường đó là. Như vậy mình sẽ lấy 2150, mình chia cho 860, đúng không? Giờ như là thầy sẽ chia, như vậy kết quả sẽ là 2,5 nha. Giờ đúng không? Giờ mình sẽ đổi 2,5 giờ này qua qua giờ và phút nha. Như là 2,5 giờ có nghĩa là 2 giờ nhiều, đúng không? Có nghĩa là 2 giờ 30 phút nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ tính xem máy bay đến nơi lúc mấy giờ nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy 8:45. Mình sẽ cộng cho giờ khởi hành. Giờ khởi hành mình sẽ cộng cho thời gian bay đúng không? Cộng cho 2:30. Giờ như vậy mình sẽ lấy giờ cộng giờ, phút cộng phút. 8 giờ cộng 2 giờ sẽ là 10 giờ. Phút cộng phút, 45 cộng 30 sẽ là 75. 75 phút. Giờ như vậy là 75 phút này mình sẽ đổi ra là 1:15 này. Vì 75 sẽ bằng 60 cộng 15. 60 phút mình sẽ chuyển thành 1 giờ đúng không? Giờ như vậy là 10 giờ 75 phút. Mình sẽ đổi thành 11 giờ đúng không? Còn là 15 phút lẻ. Giờ đáp sớm nha. Giờ đáp sớm sẽ là 11 giờ và 15 phút. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.